The only way to do great work is to love what you do. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Chào các bạn đã xem xong cái hai video reel mình vừa tạo từ cái công nghệ AI rất là nhanh. Thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn về cái cách chọn cái công nghệ AI và mình tạo ra những cái video short video, gọi là video reel, và để mình tối ưu được cái thời gian và cái chi phí sản xuất của mình rất là nhiều. Rồi bây giờ các bạn vào trong cái ChatGPT, tạo yêu cầu cho nó là viết 10 cái câu quote bằng tiếng Anh để tạo ra động lực trong cái công việc ha. Thì trong phần này thì có kết quả là 10 cái câu quote này, thì mình sẽ chọn ra một cái câu nào đó mình thích. Mình có thể chọn cái câu Steve Jobs. Rồi sau đó là qua bên chỗ một cái trình AI để mà tạo test từ text sang voice ha. Thì mình dán cái đoạn test này vào và mình sẽ kiểm tra lại cái phần test này để cho nó đọc cái giọng nói ha. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra những cái The life that you are living now is also a dream of millions. Đây có rất là nhiều cái giọng nói ha. So always be satisfied. The life that you are living now is also a dream of millions. Rồi, ok, thì mình sẽ chọn convert na để mình chuyển cái đoạn test này sang một cái đoạn âm thanh. Để mình làm một The only way to do great work is to love what you do. Ok, mình download cái MP3 này xuống ha, download file này xuống. Rồi, sau khi download xong thì mình sẽ qua cái trình là DIDV. Cái trình này thì các bạn nhớ click vào ở dưới đường link của video này nhé. Ở dưới video mình đã để đường link tất cả. Rồi sau đó các bạn login vào ha. Các bạn login vào bằng Google luôn. Thì mình sẽ chọn những cái option mà mình muốn ở đây, ví dụ như Product Manager vân vân. Thì các bạn chọn cho mình cái nào cũng được ha. Rồi sau đó các bạn chọn xong thì các bạn cứ next như vậy. Ok, cái này mình chọn Choose Me. Rồi sau khi xong rồi thì trong cái bảng DID này thì cái giao diện này hiện ra, thì chúng ta sẽ chọn cái phần Add này, thì mình sẽ upload một cái hình ảnh lên. Thì ở đây là mình sẽ chọn cái hình ảnh của mình ha, cái chân dung của mình, để mình làm cái video demo cho các bạn xem luôn. Rồi sau khi mình up lên á, thì mình sẽ xem ở trong cái phần tỷ lệ của video, thì mình có thể là chọn squat hoặc là fix, mình chọn squat luôn và mình căn chỉnh lại cái hình ảnh của mình. Ok, ở bên phải của màn hình thì chúng ta sẽ xem những cái option là chọn language, voice, style, vân vân. Nhưng mà ở đây là mình có cái audio rồi, thì mình sẽ chọn upload audio và mình upload từ cái máy tính của mình lên. Hey, để đợi một xíu. Ok, review. The only way to do great work is to love what you do. Rồi ha, thì bây giờ mình sẽ kích vào generate video ở phía trên bên phải màn hình này. Sau đó là mình sẽ chọn let's go ha. Ok, một video là một cái credit. Đây là cái tài khoản free của mình. Chờ trong chốc lát để nó generate ra cái video từ hình ảnh của mình nha. Ok, thì mình sẽ bấm vào play xem nào. The only way to do great work is to love what you do. Đấy, các bạn thấy hay không nào? Đây là một cái cách để mà làm video khá là nhanh. Thì mình không dừng lại ở đây, mình sẽ qua bên CapCut và mình sẽ chọn một cái tỷ lệ là 96, có nghĩa là theo cái trục dọc để mình up lên trên reel. Thì cái này mình sẽ mở cái folder của mình ra và mình sẽ kéo cái video của mình gen ra từ DID ở bên kia qua bên CapCut, rồi sau đó mình sẽ edit lại nha. Ở trong phần video này thì mình sẽ kéo cho nó rộng ra ha. Nó vừa với fix với 96. Sau khi xong rồi thì mình sẽ bấm review lại xem. Great work. Ok, cũng khá is là ổn rồi what ha. You do. Rồi thì mình sẽ chọn ở trong phần chú thích này, mình sẽ tạo ra cái phụ đề. Thì đối với CapCut thì mình sẽ tạo ra phụ đề tự động rất là dễ dàng ha. Trong phần này có rất là nhiều ngôn ngữ tiếng Việt nữa này. Thì mình sẽ chọn cái ngôn ngữ tiếng Anh bởi vì cái voice của cái video của mình là tiếng Anh. Rồi quá trình nó sẽ gen ra cho mình. Đấy, nó có cái phụ đề ở dưới video rồi nè ha. Các bạn thấy khá là
tuyệt vời không nào? Ở trong phần này thì mình sẽ chọn cái test ở phía bên phải, mình chọn lại bốn cái chữ cho nó to ra một xíu, và mình sẽ chọn edit lại cái chữ ha, cho nó đẹp một xíu, cho nó hài hòa một xíu nha. Rồi mình chỉnh lại cái chữ ở bên chú thích nữa nè, chú thích mình có thể là chỉnh lại chữ được nha. Rồi, the only way to do great work is to love what you do. Mình chỉnh lại cái size chữ nó to hơn một xíu ha. Rồi ok. The only way to do great work is to love what you do. Rồi tuyệt vời, thì mình sẽ xuất ra. Thì trong phần này thì trong cái tên tiệp thì mình sẽ đặt cái tên tiệp của mình ha. Thì trong phần này là mình sẽ đặt tên tiệp là Real Video 1, và mình sẽ xuất dưới dạng MP4. Rồi CapCut Xbox gọi là xuất video ra cũng khá là nhanh nha các bạn. Thì đối với những video ngắn này thì các bạn làm trong vòng khoảng 10 phút là xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái mục tải xuống ha. Thì tải xuống cái chuẩn của nó là MP4. Ok, thì như vậy là đã xong. Thì trong cái video này mình hướng dẫn cho các bạn về cái từng bước, từng cách và cái tư duy để mình tạo ra những cái video reel từ cái công nghệ AI. Thì hy vọng đây là những cái cách, cái hướng định hình cho các bạn có những idea để các bạn có thể là làm rất là nhiều cái nội dung video reel để kiếm tiền online và để làm marketing vân vân. Trong cái buổi video này đã hết thúc. Thì thân ái chào tạm biệt các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh Cook Media để giúp cho mình có tạo động lực để mình tạo ra nhiều video mới trong tương lai. Thân ái chào các bạn.